hoặc là mình sẽ nhận được thêm một cái con tướng SG cộng nữa nè. Wow, ui lần này thì được hẳn cả ba con tướng màu SG luôn nè, laser X2 luôn nè, mà hai mảnh laser luôn nè. Wow, được mảnh Unti ấy nè, Unti này, con gì đây? Wow, một con tướng SG cộng đấy em. Oh, quá là xịn sò em à. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với trò game Fatal the Grid. Gì ta? Cho nay thì phải anh em. Rồi, ok. Hiện tại thì bây giờ là hôm nay là cái video thứ 3 anh em là trải nghiệm với trò game này rồi anh em à. À, sau khi mà anh em chơi lên lép từ từ nó sẽ mở ra một cái tính năng gọi là gộp đồ anh em. Anh em có thể là gộp những cái món ở đây. Cái đầu tiên là anh em sẽ phân quỷ mấy cái bộ đồ này ra, anh em sẽ nhận được cái ngọc nha anh em. Cái ngọc này anh em sẽ sử dụng để mà đổi đồ. Còn ở bên dưới này là cái gì đó thì mình cũng không biết là cái này là gì. À, cái này hình như là dùng để dung hợp skill phải anh em. Đây mình list cho thử ấy. Nó không có cho anh em ơi. Còn cái bên dưới cuối cùng này là anh em sẽ sử dụng để mà dung hợp lại để mà tạo thành một cái món trang bị gọi là nó cao cấp hơn xíu anh em. Để mình dịch cái này thử. Cái này là phục hồi anh em à, phục hồi đúng gì đó. Phục hồi phụ kiện nè. Cái dòng này là dòng phụ kiện, còn ở dưới này là cái châu báu lại đá quý này kia kiểu. Còn này là hợp nhất anh em. Đây là hợp nhất dung hợp anh em à, còn cái này là nguồn gốc gì đó mình không biết là nguồn gốc gì. Còn bên dưới này thì mình biết anh em, anh em bỏ những cái món đồ trang bị màu xanh lá cây vô. Anh em hợp lại thì nó sẽ thành một món trang bị màu xanh dương. Đó. Ok, wow, hết anh em, hết đồ màu xanh này. Bây giờ mình sẽ bỏ đồ màu xanh này vô, chắc mình sẽ dung hợp thành một cái món đồ màu tím anh em. Wow, biết ngay anh em à, mình nhận được món đồ màu tím mà mình nghĩ là mình nên sử dụng mấy cái món đồ màu tím anh em ơi. Mình cần phải đi săn thêm đồ anh em. Hiện tại bây giờ không còn đủ món gì, có thể là này làm 2 4 à, 5 ổn. À này đến 6 món anh em. 6 món rồi, hồi nãy mình tách nó ra rất là nhiều anh em. Ủa. Ở đây mình có đồ màu xanh lá cây thì sao mình không có, à ở đây hình như là chỉ dung hợp được cái gọi là cái trang sức anh em. Chỉ là được cái trang sức thôi. Hiện tại bây giờ mình chỉ có thể là dung hợp được cái trang sức anh em. Đó, còn mấy cái món kia thì bây giờ mình sẽ phân gã nó ra anh em. Đây mình sẽ phân gã, cứ mỗi lần phân gã full cái này á, thì mình sẽ nhận được 7.000 ngọc anh em à. 7.000 ngọc. Ở đây có 3 món thì cũng phân gã. Ôi, 3 ngón, 3 món sao được 6.000 ý ta. Ôi, nhiều dữ anh em. Còn bên dưới này thì anh em chúng ta chỉ có thể là được mấy cái món gọi là trang bị gọi là cái này khác màu, nó không cho anh em, nó khác màu nó không cho. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô và cái này là cái gì ta? Hình à là đúng rồi đúng. Cái này như là có những cái con tướng mới thì nó sẽ vô này, và bây giờ mình đã có thể là chưa ngộ được cái con này ở trong băng có đây sết tên gì mình quên mất thêm anh em. Thằng này nó có cái khả năng là tạo một cái gọi là cái không gian quá anh em, cái không gian gì đó anh em. Thôi bây giờ mình sẽ mở khóa luôn, kích hoạt luôn. Đó, kích hoạt xong cái tem của anh em sẽ nhận được cái đó anh em. Theo nhận được những cái thuộc tính đó. Còn bây giờ thì mình sẽ vô trong chợ xem thử có gì để mua không anh em. À cái này cái cạc gì ta? Anh em này, cửa hàng đồng nghiệp thẻ SSG anh em à. Wow. Thẻ SSG này là sao đó? Mình có thể là con laser này, là cái con laser này là class SG đây này mà. À, mình có thể làm như là dùng kim cương để mà mua thì phải anh em. Dùng kim cương mà Aza thì mình đã có rồi anh em. Hiện tại bây giờ Aza mình nó chuẩn bị lên sao rồi anh em. Còn ở bên cái shop này nó sẽ bán là thể lực linh ta linh tinh này kia các kiểu anh em. Anh em có thể là nghiên cứu thôi. À mấy cái gương này hôm qua thì mình cũng có, đã video kia mình cũng đã có soi cho anh em xem này. Ở đây này gọi là như là cái nhiệm vụ thôi anh em. Cái này nhiệm vụ hàng ngày thì nhiệm vụ tuần vậy đó anh em. Còn cái này xem thử có cái gì để nhận hay không. Mặc dù là cái này mình không biết làm nhiệm vụ này là nhiệm vụ gì anh em. Để anh em để xíu nha. Cái này là đồng nghiệp câu đố quà tặng, thời gian còn lại là 27 ngày 4 tiếng anh em. Mà 27 ngày 4 tiếng mà mình không biết cái này để anh em có thể là giải câu đố này như thế nào. Không phải. À trời ơi game là dễ nè. Đây. Ủa. Đó, đưa lên đây. Đưa xuống đây. Cái bông này như là bên đây phải anh em. Ồ, cái mái tóc hả? Mái tóc này, cái này. À. Trời ơi. Game là dễ anh em. Đó, mình có thể là di chuyển bất cứ nơi đâu mình thích anh em à. Ok. Rồi, lên luôn.
Trời ơi, thì ra là mình sẽ phải giải những cái câu đố này để mà hoàn thành các cái nhiệm vụ nha anh em. Khi mà hoàn thành xong hết mấy cái này á thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng ở trong gương này, 100 ngọc, 500 mảnh. Này là cái mảnh con dấu đồng là cái gì đó anh em, chắc là dùng để đổi trong shop đó chẳng hạn anh em. 300 kim cương, wow, bèo vải này. Mà đợi xíu mình ngồi rảnh mình sẽ ghép hết mấy cái mảnh luôn. Còn cái này là anh em sẽ phải nạp vô để mua nhé anh em, nạp vô để mua nha anh em à. Đấy, và khi mà một này là gọi là giống như là cái pass cho anh em, cái ngôi danh pass cho anh em. Khi mà anh em nạp tiền vô thì anh em sẽ có thể là nhận được, ôi ôi trời ơi, khi mà hoàn thành nhiệm vụ anh em sẽ nhận được 3.000 kim cương anh em à, kinh khủng khiếp. Hiện tại giờ mình đã để giành được 7.959 kim cương. Nói chung là kim cương game này dễ kiếm anh em. Anh em có thể là vô trong mấy cái chỗ mà hoàn thành với cái nhiệm vụ này kia các kiểu á, anh em nhận. Nãy mình vô thư mình cũng nhận được cũng khá khá anh em. Hồi nãy có một cái chỗ khi mà mình vô thì mình sẽ nhận được rất là nhiều kim cương, nhưng mà mình thật rất tiếc mình không nhớ chỗ nào anh em. Và mình đang có mấy cái vé anh em, mình đang có mấy cái vé đỏ anh em à. Và không biết là mấy cái vé đỏ mình sẽ sử dụng vô trong cái mục đích gì anh em. Đây, mình đang có vé chiêu mộ thường với lại vé chiêu mộ đỏ. Mình nghĩ là cái vé này sẽ chiêu mộ cái này là cái gì đây? À, 60 mảnh này mình có thể là ghép được một cái con tướng. Không, con này để con Sonic thì phải anh em, hay là River hay là cái con gì đó anh em. Dân chơi con này có khả năng, có cái con nó có tốc độ cực kỳ nhanh nhé anh em, nhanh cực kỳ luôn á. Còn đây là cái nhiệm vụ 7 ngày mình hoàn thành luôn rồi nè. Đấy, nhận, ôi 5 vé, 5 vé nữa. Wow, hơi bị nhiều nhé anh em. Chắc là mình sẽ để dành lại kim cương mà mình chỉ sử dụng những cái vé mà mình có sẵn anh em, để mình chiêu mộ thôi. Còn lại thì mình sẽ để dành kim cương lại nha anh em. Bây giờ mình sẽ vô và sẽ tiến hành chiêu mộ thử với anh em xem các cái tính năng ở trong game này á, thì nó ra được cái tính năng gì mới á. Thì mình sẽ mở cho anh em xem. Ồ, mình có thể là gắn mấy cái viên ngọc vô nè anh em. Có lộn lộn không? À, gắn mấy cái gọi là cái phụ kiện vô nè anh em. Đó, tím hết nha anh em. Bây giờ mình có thể nâng cấp lên được rồi nè, nâng cấp mấy cái món trang bị này lên luôn. Đó, ok. Ơi, hiện tại bây giờ mình chưa có thể là ghép được mấy cái vật phẩm trang bị màu tím nha anh em, chưa có thể ghép được mấy cái món trang bị màu tím. Với lại mấy cái này nó không có cho mình nâng cấp lên đó. Bây giờ mình có thể là như là cái này là gọi là di chuyển này phải anh em. Đây, thay đổi nè, mình có thể là thay đổi một cái món trang bị khác này phải anh em. Còn bên đây là cái chữ gì á, nó che mất tiêu rồi anh em à. Này, xa lạ là gì chơi? Gỡ ra anh em à. Ôi, thì ra như vậy, vãi. Căng thật sự, xa lạ. Ôi tên ôi cái ngôn ngữ của nó hơi bựa xíu nè. Đây lên luôn, mình sẽ up cho cái bạc khung của ông Eza lên luôn em à, lên ép luôn cho lên 26 luôn em à. Đây bây giờ mình gần có phải có 10 mảnh. Ồ, mình sẽ có thể khi mà anh em up full cái này anh em 1 2 3 4 này á, thì anh em sẽ sử dụng mảnh của Eza để anh em up nha. Thì anh em sử dụng mảnh của Eza này mới có thể up được. Còn cái cuối cùng này anh em cũng có thể là sử dụng mảnh của Eza hoặc là mảnh của một cái con tướng nào đó, anh em đột phá nó lên, anh em sẽ tăng sao lên đó. Còn bây giờ thì 1 2 3 4 này thì anh em sẽ sử dụng mảnh Eza, anh em mỗi lần như vậy anh em sẽ tốn 10. Còn biết lên mấy cái sao trên này đến thì sẽ có tốn thêm nữa không thì mình không biết nha. Đây, con này lên được cái gì vậy ta? Đó, lên được lép rồi này anh em. Đây, còn cái này. Có mảnh không nè. Wow, con bé này đam khá là to nhé anh em. Bé này đam to nha anh em, đam ổn áp anh em à. Thằng này cũng đam cũng được nè. Có thằng này hơi cù bắp xíu anh em. Ít khi nào mình thấy em nó được cái gọi là MVP đó nè. MVP gọi là sát thương to nhất em anh em. Để em xem thử con nào chưa lên. Con này mới 26 thôi anh em à. Còn cái học skill ở đâu mình quên mất tiêu rồi ta. Cái skill nằm ở đâu trời? Anh em để xíu, mình hình như là ở dưới này phải anh em. Không, mình lộn với lại cái game bên bi kia rồi. Game bên bi kia thì anh em sẽ học hết cái skill là kia các kiểu. Trước mắt thì mình không có bộ trang bị màu màu khác để mình có thể trang bị vô. Nhưng mà hồi nãy mình phát hiện ra một cái chỗ gọi là đổi đồ anh em. Và bây giờ mình cũng chả biết cái chỗ đổi đồ nó ngay chỗ nào anh em à. Hay là ở đây. Có một cái chỗ mà dùng sử dụng ngọc để mà đổi lấy một cái gương, một cái mảnh trang bị anh em. Anh em có thể đổi lấy trang bị màu cam hoặc là đây, nói là anh em có thể sử dụng ngọc để mà đổi lấy mấy cái mảnh. Và wow,
không biết bao nhiêu mảnh thì anh em có thể là ghép được cái một cái món đồ đó anh em. Ở đây thì mình thấy có một cái số gọi là cái số 160 đó anh em, thì mà mình không biết là cái số 160 là cái gì. Đây anh em, để xíu mình dịch cho anh em xem nha. Sao nó không chịu dịch đi nè, ôi nó nghỉ dịch luôn rồi anh em à. Ôi dịch dịch lại lên tốc độ đi. À ở đây nó ghi đây là cái áo vest xanh này anh em à, vượt qua một cái tầng 160 của thiên đường là anh em có thể là nhận được mấy món trang bị này thì phải. Còn cái này thì anh em sẽ mua, nhưng mà mình không biết là anh em sẽ cần phải có bao nhiêu để có thể là ghép được cái món trang bị này. Thì bây giờ mình sẽ mua thử một mảnh xem sao. Wow, vượt tới cái thằng 180, ủa lộn 160 anh em mới có thể là mua được nha anh em, chứ không phải là anh em thích là anh em đủ đủ ngọc là anh em vô anh em mua đâu anh em à. Ui cái này là tầng 200 mới có thể là mua được. Trước mắt thì bây giờ mình không biết là mình đã đang có cái tầng mấy nữa, mình nghĩ là mình có thể là mua được ở đây. Như là 35 mảnh này thì có thể là ghép được một cái món trang bị hay sao anh em. Còn lại 35 trên 35, à không, cái này là nó còn lại 35 trên 35 ở trong shop anh em à. Vì vậy mà mình bây giờ chỉ có thể là mua được 35 món thôi nha anh em, 35 món thôi. Còn bên đây thì anh em có thể là sử dụng ngọc màu tím, nhưng mà cái ngọc màu tím này mình không biết ở đâu. Mình nghĩ là chắc là tách những cái món trang bị xịn sò màu tím mới có thể là nhận được mấy cái mặt ngọc màu tím của anh em, hoặc là kiếm ở đâu đó. Tại vì ở đây khi anh em list vô anh em sẽ mua luôn chứ không phải là mua mảnh đó nha anh em, không phải là mua mảnh để mà ghép ở đâu anh em à. Còn bên đây tầng 70, tầng 70 gì đó thì anh em sẽ mới có thể là vượt tầng 70 của tháp thiên đường thì anh em có thể là mua được anh em, với cái giá là 8.000 ngọc hả. Ôi như vậy thì quá là rẻ anh em. Ở đây tầng 50 anh em cũng có thể là mua được anh em, 400 kim cương là anh em có sử dụng cái ngọc này mà mua lấy 400 kim cương hả anh em. Cái tháp thiên đường này là ở đâu ta anh em, để xíu mình ra mình kiếm cái tháp thiên đường để xem sao. Cái tháp thiên đường là ở đâu trời. Lớp học ma thuật nè, ban hội nè, rồi chỗ phiêu lưu là kia các kiểu anh em. Còn ở trên này là cái nhiệm vụ ban hội, vượt qua chương 11 trên 10 thì anh em có thể là gia nhập ban hội được anh em à. Ok thôi anh em ta nghiên cứu sương sương rồi thôi anh em, còn bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau vô và chiêu mộ tướng nha anh em, chiêu mộ tướng nha. Thì bây giờ mình sẽ vô và sẽ chiêu mộ thử xem thử là X10 luôn anh em. Hiện tại thì bây giờ nó vẫn chưa mở cái chiêu mộ đỏ cho mình, và không biết thì mình được cái ông hội trưởng bên bên gì ta, lũ test hay là cái gì đó anh em, lu nốt gì đó, ở cái gì đó, Sabitot gì đó anh em, đúng rồi Sabitot gì đó, mình không nhớ chính xác nha. Rồi ok thôi bây giờ mình sẽ chiêu mộ X10 xem thử là mình sẽ nhận được cái gì đây anh em. Ở đây thì nó không có cho mình con tướng màu đỏ anh em, không có con tướng SSG ở trong chiêu mộ anh em à, toàn là con tướng SG thôi anh em à. Đấy, được mảnh nè. Ô trời, màu xanh mà mình còn nhận được một cái mảnh của con Isa đó anh em. Wow, màu xanh nhưng mà mình có thể là nhận được cái mảnh con tướng tím nha anh em, tướng tướng tím mà như là S thì phải anh em, hay là G đó anh em, hình như là G á, F man nè. Còn cái này là cái con gì đây? Wow, con miêu tặc, miêu 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 miêu. À con này thì mình không, hình như là cái con này hệ thực vật thì phải anh em, chính xác hay lắm, nhưng mà mình cũng không biết nó mạnh hay không đó, thôi kệ luôn đi anh em. Cái team mình hiện tại bây giờ là đa số là toàn là nữ, hình như là có hai con đực thì phải anh em, đa số là nữ không à. Thôi mình sẽ sử dụng đỡ đi. Con gì đây? Wow, cái thằng này là hình như là sợi tinh không anh em, hình như nếu mà không lầm mà hình như là thằng này nó cũng có khả năng giống như rách xui phải anh em. Ôi một cái con tướng SG cộng luôn anh em mà, đúng rồi thằng này là thằng Steam, là mình liên làm tự nhiên nửa đêm đang ngồi đọc cái tên xong thèm Steam hết sức anh em. Đấy và đây là cái con tướng SG cộng là đầu tiên của mình anh em. Ở trong này thì nó không có con tướng đỏ anh em, mà chỉ có những cái con tướng SG cộng thôi, hoặc là mình sẽ nhận được thêm một cái con tướng SG cộng nữa anh em. Wow, ui lần này thì được hẳn cả ba con tướng màu SG luôn em, laser X2 luôn em, mà hai mảnh laser luôn nè. Wow, được mảnh có Unti thế nào, Unti này, con gì đây? Wow, một con tướng SG cộng đấy em, quá là xịn sò anh em à. Tiếp luôn xem thử là wow, Wendy, Wendy thì chắc mình sẽ trời lại là một con Angel anh em à, được 30 mảnh Angel luôn rồi anh em. Wow, ngon. Bây giờ mình sẽ chiêu mộ tiếp nha anh em, bây giờ mình sẽ chiêu mộ tiếp à. Con gì đây? Ui hết nhân phẩm rồi anh em à. Wow, gay.
Ôi, gì vậy? Ichiha thế nào? Trời ơi, được thêm bánh Ichi, được thêm một con Ichiha nè. Wow, con báo. Con này là đàn em của... Ôi chết rồi, tự nhiên mình chưa mổ X1 gì trời. Wow. Bây giờ chắc mình sẽ nghĩ mình sẽ mua thêm 8 vé nha anh em. Ôi mình mua gì thì mình sẽ lỗ 150 anh em. Thôi kệ luôn đi, mình mua thêm 8 vé thôi, mình để dành kim cương lại anh em. Mình để dành kim cương lại, mình để dành mình chơi cái khác. Trời ơi, tự nhiên nãy mình X1 chi nó uổng anh em. Đây, X10 la si bùa. Trời ơi, what the hell. Sai lầm của tuổi trẻ anh em à. Chỉ được có mỗi một con tướng cao một duy nhất thôi. Đây, mở luôn. Wow, con này mình đang có anh em. Con này mình đang có mà mình được 30 mảnh của em á anh em à. Trời ơi, cái dấu X ở đây mình không list vô mà list vô cái chỗ X1 anh em. Gào cản ngôn ngữ nó phức tạp thật sự anh em à. Ở đây thì anh em có thể là chọn lấy một cái con tướng SG anh em à. Anh em có thể là chọn Zawen hay là ở thằng này như là Zafen, Zafen gì đây mình không nhớ. Aza nè. Hoặc là Makogo vậy anh em. Hội trưởng của Fairy Tail, Fairy Tail. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô trong đây xem nữa là nó mở được cái thêm cái gọi là cái chi viện mới này mà. Lại kích hoạt được những cái con tướng mới mở. Ok, xúc luôn. Ở đây nó có hệ này mà. Đây là hệ tiên phong, hệ kiếm sĩ, hệ phép thuật là anh em. Còn cái hệ này là cái hệ gì đó mình không biết nữa. Cái này hình như là cái hệ gọi là cái hệ búp anh em, chắc là đại khái như vậy anh em, gọi là support bọt anh em, mà hỗ trợ đó. Đây có hai cái bàn tay nắm bắt tay nhau anh em, mà bắt tay nhau giảng hòa đó, gọi là, chắc mình nghĩ là chắc là support bọt anh em. Rồi ok, thôi bây giờ anh em sẽ vô và trải nghiệm thôi. Bây giờ chắc mình sẽ phải đổi mấy con tướng này thôi anh em. Ồ, cái con này là cái class gì ta, mình không biết cái con này class gì anh em. Ở dưới này nó có không có để hình, mình không biết con nó bên hệ gì anh em. Bây giờ mình sẽ vô trong đây mình xem lại thử này. Wow, con này ở tổng hợp anh em à. À, mấy con này gọi là mấy con phòng thủ anh em à, mấy con này gọi là tăng cơ này kia các kiểu anh em. Đây mình đang có hai con nam chính rồi, bây giờ chắc mình sẽ bỏ bớt một con, mình sẽ lấy con satin vô anh em. Chắc mình sẽ bỏ chị gái của Fman ra thôi anh em à. Và dưới này, ở dưới này hiện tại bây giờ mình không có cái con gì gọi là phép hết trơn ngoài con Sonic ra anh em. Chắc mình sẽ phải sử dụng mỗi con trong này quá. Và bên dưới này thì hiện tại bây giờ mình đang sử dụng con này. Mình sẽ bỏ một con ra, mình sẽ lấy con Untia này vô để mà support anh em. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ thay thế mấy con tướng cho thôi anh em. Ở đây thì không biết là mình có chỗ nào có thể là thay thế được không. Hình như là mình có thấy ba con tăng cơ đây mà. Chắc mình sẽ bỏ con này ra thôi anh em. Mình sẽ đổi thứ đây. Không biết. Wow. Ồ, được anh em, nó đổi hết đồ đạc này kia các kiểu qua luôn rồi anh em. Và nó đổi luôn cả cái bật này kia các kiểu luôn, nó đổi hết tất cả luôn anh em. Anh em chỉ cần click vô và nó sẽ đổi luôn à. Đây mình sẽ bỏ chị gái của Fman ra và mình sẽ lấy con Steen, mình sẽ lấy con Steen vô trong cái đội hình. Đó. Ok men, hiện tại bây giờ cái đội hình của mình nó khá là ổn áp anh em à. Con này không biết là có thể lên sao được, lên được anh em. Mình nghĩ không biết là còn mảnh nào. Trời ơi, bây giờ muốn lên cần 20 mảnh thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ con này luôn, mình sẽ lên 2 sao đi. Đó, tăng được 2 sao rồi anh em. Tội nghiệp này anh em à, khá là tội nghiệp. Đấy, không lẽ bây giờ mình dùng em mới để làm lòng phút luôn chứ. Thôi lỡ rồi, lỡ lát lang beng gì ở đây nữa anh em. Tầm này đó bây giờ. Đây, kích hoạt luôn. Đó, để mình xem để còn con nào có thể là kích hoạt. À, con này con biết kích hoạt rồi anh em à. Đây, để mình xem thử nha. Untia này có thể kích hoạt được luôn anh em à. Đi chung với lại con bé tóc hồng này, mình không nhớ con bé tóc hồng này ở bên cái hội nào anh em à. Mình không nhớ nha. Giờ mình có thể là gỡ hết đồ ra luôn không ta? Ồ, mình không có thể gỡ được, ghiền à. Cái này là cái gì ta? Ồ, lép 52 trên 60 này mà. Phải không? 52 hiện tại bây giờ mình muốn có thể nâng cấp là được nữa thì phải nè. Chỗ nâng cấp đâu ta? Không được. Thôi, Iza của mình hiện tại bây giờ có thể là, hiện tại bây giờ đã lên được hai một sao anh em, một sao rồi, không có đủ mạnh để có thể lên được tiếp nha.
mình sẽ nhận phần thưởng ở đó anh em. Sau đó mình sẽ ra ngoài mình xem thật là có cái gì đó chơi tiếp được không nha. Đây, ở trong này anh em có thể nhận được rất là nhiều kim cương nha anh em. Đó, 200 kim cương nữa. Bên đây cũng vậy anh em à. 60 kim cương nữa. Chắc bây giờ mình sẽ đi vượt ải tiếp anh em, vượt ải tiếp thôi. Mới có được có hai gương rồi cũng đâu nhận được cái con tướng SSG đó anh em. Hồi nãy có cái chỗ nào đó mình có thể là vô mình sẽ nhận được rất là nhiều kim cương, nhưng mà mình không nhớ chính xác được nó nằm ở chỗ nào rồi phải anh em. Ở đây mình có thể đi tiếp rồi. Rồi mở khóa được xem gì là cái này, gọi là cái nhiệm vụ 6 anh em. Mình không gần lắm nha. Đây khi mà anh em vô đây anh em sẽ chọn như là cái này cái thời gian để mà anh em có thể là hoàn thành hay sao. À, cái này giống như là gọi là cái quỹ thác này anh em à. Đó, quỹ thác hoặc là cái gì đó ở bên kia anh em có thể dùng điểm để có thể là úp lên nào, hoặc là anh em nhận ôm mỗi ngày như là anh em có thể nhận hết đóng luôn anh em à. Đây mình sẽ nhận luôn cái này. Ồ, không có tướng thích rồi anh em à. Còn ở bên đây á, bên đây là cái nhiệm vụ gì mà nó không gành lắm anh em, đợi mình xíu nha. Bên đây là yêu cầu chung, còn bên đây là yêu cầu đặc biệt anh em à. Giáo viên trợ giảng trường mẫu giáo hoàng gia một tiếng nữa. Trường mẫu giáo hoàng gia đang tìm kiếm giáo viên sư pháp sư phụ giúp chăm sóc những cái đứa trẻ quý tộc. Còn dưới này là thu thập chiến trường cổ đại. Những người săn khảo báo gần đây đã phát hiện ra một cái thằng tích ở một chiến trường Dezon vậy anh em, và yêu cầu bạn cùng đến địa điểm để mà khai quật. Chưa mở anh em à. Cái này như là một tiếng nữa thôi, như là một tiếng rồi đó anh em mình. Chết đây. Ồ, cái này như là bên đây đặc biệt, nhưng mà hiện tại bây giờ mình không có. Này là một tiếng để mà hoàn thành em, nhưng mà hiện tại bây giờ mình không còn con tướng nào để có thể là tiếp tục. Còn bên đây thì gọi là cái vượt leo tháp. À, hình như là cái này là cái tháp anh em à. Tháp thiên đường anh em à. Ơi, ra ngoài thì nó dịch là tháp chùa anh em à. Nhưng mà mình nghĩ đây là cái tháp thiên đường anh em. Hiện tại bây giờ mình đang ở cái thằng 18 anh em. Bây giờ mình sẽ lên 19, 20. Mình khi mà mình đi được tới cái thằng 160 là mình sẽ mở ra, có thể là mua được những cái món trang bị xịn sò hơn anh em. Wow, 1000 mấy trăm đá nè. Đây. Bây giờ cứ mỗi giờ mình sẽ nhận được cái số lượng bên đây anh em. Cứ như vậy nha, mỗi giờ mình sẽ nhận được cái số lượng đó. Và mình có thể là bỏ qua luôn anh em, không cần phải đánh nữa nè. Ở đây không có cái nút quét nhanh luôn cho gọi khỏi mất công vô luôn. Hiện tại thì bây giờ mấy cái tầng đầu tiên thì cho nên là nó hơi dễ dàng một xíu anh em, còn mấy cái tầng cao cao một xíu thì nó sẽ khá là khó. Thì tất nhiên leo tháp nào không vậy anh em, giống như bên Tăng Cô Long Viện anh em leo tháp không vậy anh em à. Vậy hiện tại cái đội hình của mình, con xì tin này đam hơi bị căng đó nha anh em, hơi bị khét đó nha. Cái con Angel nó chỉ là mỗi con sức bọt anh em, chắc mình nghĩ là mình sẽ tháo đồ của cái con Angel đó ra, mình sẽ thay qua cho con Steen đó anh em, Steen hoặc là Iza đó anh em à. Ồ, có kích hoạt được cái gì nè. Đây, 2 sao nó sẽ kích hoạt được rồi anh em. Nó sẽ kích hoạt thêm mấy cái thuộc tính nữa. Bây giờ mình sẽ tháo đồ của cái con này ra, bây giờ không biết tháo đâu anh em. Hồi nãy là mình lít vô thâu mình thấy được cái chữ xa lạ đó anh em, xa lạ. Lạ lạ lắm mà nghe, mà mình không biết bây giờ nó nằm ở ngay chỗ nào đó anh em à. Hoặc là mình có thể là cái này là gì ta? Cái này chắc là chuyển đổi qua một cái con tướng nào đó khác hay sao anh em? Ở đây thì mình không có thể là chuyển đổi cho những cái con tướng nó vô chặn rồi thì phải. Gỡ ra đâu ta? Mang đỡ này đi anh em. Đó, mang đỡ thôi. Và sau đó mình sẽ mặc hết cho con Steen. Rồi xíu nữa mình sẽ cái này không cho mình gỡ ra ta. Ủa, cái chỗ nào? À bên đây nè anh em. Đó. Đây, gỡ ra. Mình mặc hết cho con Steen luôn anh em. Thiệt. Chết đây. Đeo được anh em. Vô luôn. Vậy chi mấy game này mình có thể nạp được thì hay quá anh em, nạp đầu vô để mà nhận các phần thưởng ha. Hiện tại thì bây giờ cái game này mình không có nạp thì được anh em à. Mặc nhanh luôn nè. Rồi ok. Steen hiện tại bây giờ mình em nó 134k lực chiến anh em à. 134k lực chiến. Cái shop nó có thể là nó đã mở rồi anh em. À, mở khóa được cái mốc tầng tiếp theo anh em. Mình có thể sử dụng cái này để mà mua cái viên đá này dùng làm gì trời. Cái viên này mình không biết dùng làm gì nha em. Bên này thì nó có thêm một cái viên đá màu tím nữa nè. Mà mình không biết là cái viên này dùng làm gì. Đây, kệ luôn đi. Wow.
chưa mở được cái này á, tầng 80 này mà. Tầng 80 nó mới mở khóa. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ đi phải đi leo tháp tiếp rồi anh em. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo với cái tựa game Fairy Tail Journey. Và anh em nếu mà thích có thể tải về xem lại cái video đầu tiên của mình nhé anh em. Xem lại cái video đầu tiên của mình để mà có thể là biết được cái tên của game mà tải về trải nghiệm thử. Mình sẽ vô trong túi mình xem thử mình vừa mới nhận được mấy cái gì đó anh em. Wow, mình có thể nhận được mấy con tướng anh em à. Đây sết đó nè anh em. Đây sết này mình không biết là con gì đó anh em. Nhưng mà mình nghĩ là chắc mình sẽ dùng cái này để mà up sao cho mấy cái con tướng của mình lên thôi anh em. Ở đây nó chỉ là những cái con tướng SG thôi anh em à. Đây. Đây sết này mà không biết mạnh hay không, nhưng mà mình sẽ lấy con Eza anh em à. Mình sẽ lấy con Eza. Còn ở dưới này, 60 mảnh nè. Wow, vãi chưởng. Quẩy đó. Thôi, bỏ luôn đi anh em à. Mình có thể là nâng sao được cho con Eza lên này anh em. Anh em đợi xíu mình vô mình sẽ nâng sao cho nó em nó lên nha. Đâu mất tiêu rồi, Eza đâu mất tiêu rồi anh em à. Đây, vô, úp luôn. Trời ơi, thiếu anh em. Ôi, đủ 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 anh em à. Bây giờ thiếu 20 mảnh SG, kiếm đâu ra 20 mảnh SG thôi. Thôi, ok, thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vượt ải và sau đó mình sẽ đi leo tháp nữa nè. Đây, xong. Đi vượt ải này, sau đó mình sẽ đi leo tháp và sau đó mình sẽ có những tính năng gì mới mình sẽ cập nhật tiếp cho anh em xem. Còn bây giờ chắc mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.